Theo các nhà hoạt động môi trường, phần lớn những núi quần áo cũ, kém phẩm chất ở thủ đô Nairobi của Kenya đến từ châu Âu. Tình trạng tồi tệ khiến một nửa quần áo phải thải ra bãi rác, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho sông. Điều này cảnh báo về các chương trình hiến tặng từ thiện. Nhiều bãi rác hình thành từ quần áo cũ nằm khắp Nairobi, thủ đô Kenya, chủ yếu là quần áo từ thiện được ủng hộ từ các nước Liên minh châu Âu. Các nhóm hoạt động môi trường tại Kenya cho biết, quần áo từ thiện khi đến đã qua nhiều người sử dụng, thậm chí có lẽ lên đến 3 lần. Khi đến Kenya, chúng đã không còn đủ điều kiện sử dụng nữa, buộc phải bị vứt ra bãi rác. Chị Susan Kwamboka, ở thành phố Nairobi, chia sẻ, tôi thường đến nhặt quần áo thải từ chợ đồ cũ và bán lại ở khu tôi. Nhưng hầu hết quần áo ở đây xấu hỏng, không thể giặt sạch, dễ rách và không ai muốn mua. Người mua đồ từ thiện ở Nairobi cho rằng nước này trở thành nơi chứa rác của các nước châu lục khác. Anh Isaac Murathi, người buôn bán quần áo cũ ở Nairobi, thúc giục, hãy gửi đến những quần áo từ thiện có chất lượng tốt. Quần áo cũ loại 2 rất cũ, hỏng, không ai mặc được. Nhóm hoạt động vì môi trường Clean Up Kenya cảnh báo rằng việc đổ quần áo từ thiện không phù hợp vào bãi rác đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Nairobi.